trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc móc khóa bằng len bánh chân và bánh tét như thế này. Cái này là mình móc vào cái cuộn bánh tét lớn này. Mọi người á, cứ dựa theo công thức của mình là mình sẽ hướng dẫn cái đòn nhỏ, rồi mọi người sẽ tăng size. Tăng size thì nó sẽ bằng cái đòn to này thôi nha. Thì thay vì mình móc là khoảng 4-5 vòng thì ở đây mình sẽ móc tăng lên cái kích thước, cái đường kính nó sẽ to hơn và mình móc cái độ dài nó sẽ dài hơn thì nó sẽ ra cái đòn bánh tét to như thế này thôi mấy bạn nha. Hai bài trước mình đã hướng dẫn cách móc một chiếc bánh chân và bánh ú bánh giò. Bạn nào chưa biết móc thì các bạn xem lại hai bài trước mình có hướng dẫn nha. Bây giờ mọi người tiến hành móc thôi. Ở đây mình sử dụng len cotton Việt Nam. Sợi 1 mm. Kim móc đầu số 1. Bây giờ mọi người bắt tay vào làm nha. Đầu tiên, mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 8 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. Sau đó các bạn sẽ gấp lại. Mọi người kết hàng cho mình nha. Kết hàng. Kết hàng bằng một mũi trượt. Kéo qua. Sau đó lên một bính. Móc cho mình một đơn và 3 mũi chung chân, lặp lại 4 lần. 3 mũi chung chân mình kích ký hiệu là W nha các bạn. Một nè, rồi 3 mũi chung chân. Sau đó lại là một đơn và 3 mũi chung chân. Một đơn. Rồi sau đó kết hàng bằng một mũi trượt. Chúng ta đã có được hai hàng rồi. Phần len dư phía sau này thì mình sẽ cắt bỏ đi nha các bạn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên một bính. Móc cho mình 3 đơn và 3 mũi chung chân, lặp lại 4 lần. 1 2 3 và 3 mũi chung chân. Tiếp tục 1 2 và 3. 3 mũi chung chân. Tiếp tục 1
và 3. 3 mũi chôm chân. Một, hai và ba. Ba mũi chôm chân. Sau đó là một mũi trượt. Chúng ta đã có ba hàng. Hàng thứ tư, mọi người lưu ý cho mình nha. Các bạn sẽ không móc vào hai chân như thế này, mà mọi người sẽ móc cái mũi gờ phía sau nha. Gờ phía sau nè, mình chỉ móc một cạnh ở phía sau này thôi, để mình sẽ tạo thành một cái gờ. Mình sẽ tạo thành một cái gờ này để mình móc cao lên nha mấy bạn. Ở hàng thứ tư này thì mọi người cứ móc tịnh tiến vòng tròn xung quanh cho mình. Mọi người sẽ không kết thúc hàng nữa nha. Nè, mọi người cứ móc lên 24 mũi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 và 24. Các bạn cứ móc tịnh tiến cho mình. Người móc cho mình từ hàng số 5 đến hàng số 20 đều 24 mũi đơn hết cho mình nha. Nè, các bạn sẽ làm dấu cho mình. Cứ đi một vòng sẽ lặp lại, đi một vòng sẽ lặp lại. Chúng ta không kết thúc hàng mà chúng ta móc liền luôn. 1 2 3 4. Lặp lại cho đến hàng, từ hàng số 5 cho đến hàng số 20 thì chúng ta sẽ được chiều cao như thế này. Mình sẽ quay lại sau với bạn nha. Các bạn móc xong hàng số 20 thì chúng ta được như thế này. Các bạn sẽ tính nha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 và 20. Nè. Thì chúng ta được như thế này. Rồi. Các bạn sẽ nhồi gọn vào bên trong. Hàng số 21. Các bạn sẽ móc theo hướng dẫn của mình, nhìn thật kỹ nha. Mọi người vẫn tiếp tục móc cho mình gờ phía sau nè. Gờ này nha bạn. Móc cho mình 3 mũi đơn. Một, hai và ba. Sau đó các bạn móc cho mình mũi giảm, mũi 3 mũi chung chân nha. Giảm 3 mũi một lần luôn. Một nè, là 2 mũi trên kim nè. Lấy thêm một chân nữa, 2 là 3 mũi trên kim nè. Rồi các bạn lấy thêm một chân nữa là 3 chân á. Rồi 4 mũi trên kim nè. Rồi các bạn kéo qua luôn nha, kéo qua hết luôn 4 mũi trên kim. Chúng ta đã có một mũi giảm 3 chân và 3 mũi đơn tiếp theo. 1
là móc cái g phía sau thôi nha. Các bạn nhớ nha, móc cái g phía sau này thôi nè, không có móc hết hai g đâu. Một chân. Hai chân. Và ba chân. Bốn mũi chân kia. Chúng ta kéo qua. Một. Hai. Và ba. Tiếp tục ba mũi giảm. Một. Hai. Và ba. Bốn mũi chân kim kéo qua. Một. Hai. Và ba mũi đơn. Ba chân giảm. Một chân. Hai chân. Ba chân. Đây, bốn mũi chân kim kéo qua. Đến đây thì mọi người kết hàng cho mình mũi trượt. Các bạn nhớ, mình kết hàng là ở dưới đáy này và ở trên này thôi. Còn phần thân này là mình móc tịnh tiến, không kết. Để nó không có cái g, nó sẽ không có thấy cái mũi kết của mình, nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Mọi người lên cho mình một đính. Móc cho mình một đơn và một giảm, lặp lại 4 lần. Vẫn móc g phía sau. Một đơn, một giảm. Lần này là mình chỉ móc hai chân giảm thôi nha mấy bạn nha. Có nghĩa là mình sẽ móc nè. Một. Hai. Thì lần này là mình sẽ có ba chân trên kim thôi. Ký qua. Một. Một. Hai. Ba chân kéo qua. Một đơn nè. Tiếp tục nè. Giảm nè. Ba chân kéo qua. Một giảm nè. Ba chân. Hai chân kéo qua. Hai chân có nghĩa là ba mũi giảm hai chân kế bên là ba mũi trên kim. Kéo qua. Rồi sau đó mọi người sẽ kết hàng cho mình. Cho mình một đoạn dây len. Mình sẽ khâu miệng cái bánh tét lại. Nếu mà các bạn bóp như thế này, nắn nắn như thế này mà thấy nó mềm mà nó chưa có được cân á, thì các bạn nhồi thêm cho mình một chút bông nha. Mọi người sẽ xỏ vào cái g phía ngoài này. Các bạn xỏ hết luôn rồi các bạn kéo một lần, nó sẽ chụm cái chân lại. Rồi, mọi người sẽ kéo lại nè. Chưa, nó sẽ rút lại cho mình luôn, kính luôn. Rồi, sau đó các bạn sẽ giấu cái mũi len dư hoặc len còn dư nào bên trong và bên trong của bánh tét nha.
là cân nè. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu gói bánh thôi. Quấn dây vào là xong. Các bạn sử dụng cho mình một màu khác với màu xanh vừa rồi mình đã làm đòn bánh tét mini này. Ở đây mình có màu xanh lá mạ mình sử dụng. Bạn nào có màu nâu, màu vàng hoặc là bất cứ màu gì mà các bạn có sẵn á, không chuẩn bị lên kịp á, tại vì Tết đến nơi rồi á, thì mấy bạn làm cũng được nha mấy bạn. Bây giờ mọi người lấy cho mình một đoạn len, 4 ngón tay này, 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó các bạn cắt. Rồi mọi người sẽ chập hai đầu với nhau lại cho nó bằng nhau. Phần dưới đáy này thì mình tiến hành, mình sẽ để đòn bánh tét vào bên trên. Các bạn canh ngang ngắn ở phần chính giữa này nha. Rồi các bạn sẽ kéo lên từ dưới đáy, kéo lên đầu trên. Rồi mọi người sẽ bắt chéo cái sợi len, bắt chéo qua như thế này. Rồi bắt chéo rồi các bạn sẽ xoay đầu đòn bánh tét lại và tiến hành kéo lên từ trên đầu kéo xuống đáy, chỉnh lại một xíu cho nó cân, cho nó đẹp. Rồi đến đây thì mọi người tiến hành gút cho mình mình sẽ dùng kim móc mình kéo cái sợi len này qua. Rồi gút lại chỗ này nó hơi các bạn, tại do mình ngồi trên cái mình ngồi cái bàn á, cho mình thấy nó hơi khó một chút. Mình sẽ gút lại nha. Sau khi cột xong hàng dọc, chúng ta được 4 đường như thế này nha các bạn. 1, 2, 3 và 4. Mình sẽ tiến hành cột cái hướng ngang như thế này. Mọi người chụm 3 ngón tay cho mình và lấy 6 đoạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thêm 1 tua đi. 7. Rồi, bây giờ mình sẽ cột cái phần cột ở trên mình không lấy nha, mình sẽ tiến hành cột phần dưới đáy. Mọi người sẽ quấn cho mình một vòng và cột gút lại. Rồi chúng ta để chính giữa song song với cái đường sọc này. Sau đó mọi người sẽ cắt cái phần len dư này đi. Và dùng ngón tay chỏ chúng ta sẽ quấn một vòng, quấn nửa vòng và giữ cái phần này lại nha. Nè, giữ lại. Rồi các bạn kéo sợi len từ trước, các bạn kéo ra sau, nắm sợi len này, xỏ vào cái ngón, cái vòng tròn ngón giữa lúc nãy. Ngón giữa nè, lúc nãy chúng ta để nè, chừa nè, chúng ta kéo vô. Rồi kéo, kéo nhẹ thôi thì nó sẽ đi. Rồi chúng ta được hai đường rồi đó. Kéo xong thì mọi người tiến hành chỉnh lại một chút cho mình, cho nó đẹp. Rồi lại tiếp tục dùng ngón tay chỏ giữ lại nửa vòng tròn, kéo lên từ trước ra sau,
và xỏ vào cái vòng tròn lúc nãy mình đã giữ ở ngón giữa. Và kéo. Rồi, chúng ta đã được 3 gạch rồi. Được 3 vòng rồi. Rồi lại tiếp tục giữ ngón giữa. Đầu trước kéo ra sau và xỏ vào cái vòng tròn lúc nãy mình giữ ở ngón trỏ. Mọi người nhìn có kịp không ạ? À? Rồi, mấy bạn làm thêm cho mình một đường ngang nữa đi nha. Dùng ngón trỏ giữ lại, kéo từ trước nè ra sau. Rồi. Rồi mọi người chỉnh lại cho mình một chút cho nó đẹp. Rồi, đến đây các bạn sẽ kéo lên trên cái đoạn len ở phía trên đầu nè. Các bạn sẽ rút luôn, rút chung luôn. Thế là đã xong rồi nha. Rút lại cho mình cho thật chặt. Thế là đã xong một đoàn bánh tét mini như thế này rồi. Mọi người mà muốn làm nhiều thì mọi người chừa lại cho mình một đoạn dây len như thế này nè. Khỏi cắt ít thôi. Để các bạn cột lại thành một chùm. Một chùm mà các bạn treo lủng lẳng rất là cưng. Còn bạn nào mà muốn làm móc khóa thì cắt len. Xong sau đó mình sẽ móc mũi móc xích và gắn cái móc khóa vào thì chúng ta được một móc khóa len xinh xắn như thế này. Các bạn nhớ nha, muốn làm một đòn bánh tét to thì các bạn cứ tăng kích thước cho mình, tăng cái size vòng tròn, tăng cái chiều cao thì chúng ta sẽ được như thế này thôi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.